Kính thưa quý vị và các bạn, đến nay dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trong giai đoạn 2. Việt Nam liên tục ghi nhận những ca mắc và tử vong do đại dịch COVID-19. Theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, thì mỗi người dân nên thực hiện các công tác dự phòng, vệ sinh ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần tăng sức đề kháng cho bản thân thông qua chế độ ăn uống đầy đủ vi chất dinh dưỡng. Mất cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn dẫn đến nhiều bệnh, nhất là các bệnh lý mãn tính không lây như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư. Theo Hội Nội tiết và đái tháo đường, Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á có tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường cao với 5,5% dân số trong độ tuổi 20-79, khoảng 13,7% dân số mắc tiền đái tháo đường. COVID-19 tác động chủ yếu lên đường hô hấp, vì thế các đối tượng có sức đề kháng kém như trẻ em, trẻ bị suy dinh dưỡng, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, không lây, gồm cao huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường, tim mạch, có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Bên cạnh đó, bệnh nhân có bệnh lý nền nếu mắc COVID-19 càng làm cho bệnh trầm trọng, chuyển biến nhanh. Những ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam gần đây đều có bệnh lý nền hoặc biến chứng từ những bệnh lý nền. Từ những nhận định và tiên lượng trên, dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể. Trong bối cảnh thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng dịch COVID-19, thì sức đề kháng là yếu tố quan trọng để giúp mọi người tự bảo vệ, hạn chế nguy cơ virus SARS-CoV-2 và các virus gây bệnh khác xâm nhập. Việc đảm bảo một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ rất tốt cho sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, phòng tránh dịch bệnh. Theo cái nghiên cứu thì cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Có nghĩa là mình cần phải cung cấp cho cơ thể đủ 4 nhóm chất, đạm, đường, béo. Rồi mình cần phải bổ sung thêm là các loại vitamin và khoáng chất để giúp cho cơ thể của chúng ta có một cái hệ miễn dịch, rồi cái chất đề kháng để chống lại bệnh tật. Với những cái sự quan trọng như vậy, Bộ Y tế mới đưa ra một cái khuyến cáo là chúng ta cần phải ăn uống hợp lý, rồi bồi bổ cơ thể để mà có đủ cái sức đề kháng chống lại với cái dịch bệnh hiện tại. Cũng cần lưu ý thêm một việc nữa là nếu như lỡ mà chúng ta có mắc cái COVID-19, mà nếu như mà chúng ta không có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý trước đó, và khi mà chúng ta đã mắc phải cái COVID rồi á, thì cơ thể của người bệnh bị sốt, ho, khó thở thì dĩ nhiên là ăn uống sẽ bị kém, khẩu vị không còn hợp nữa. Do đó là cái lượng dinh dưỡng của chúng ta sẽ suy giảm. Thì từ đó là sức khỏe của chúng ta sẽ ngày một đi xuống, đi đến cái tình trạng nó xấu nhất, đó là tử vong. Do đó là mỗi chúng ta phải là có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay từ bây giờ. Bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng cho người trưởng thành, thì tùy theo mỗi đối tượng nên có những chế độ dinh dưỡng phù hợp, trong đó cần chú trọng đến những nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu, tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng kém như những người cao tuổi và trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Mỗi người chúng ta thì sẽ có một cái khung riêng, mỗi người có một thể trạng riêng, thì cái nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau. Cái nhu cầu dinh dưỡng đó nó phụ thuộc vào là giới tính, nam thì ăn cần cái lượng nhiều hơn nữ, rồi về cái lứa tuổi có là người trưởng thành, rồi trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Thì trong cái mùa dịch này á, thì người lớn tuổi và người trẻ nhỏ thì cần được ưu tiên chăm sóc. Thì còn với người già thì có cái nhiều cái bệnh nền, thì ngoài cái việc là chúng ta cần phải có cái ăn uống theo cái chế độ như là người mắc bệnh tăng huyết áp, rồi người bị bệnh tiểu đường hay là các rối loạn khác thì có một cái chế độ ăn riêng. Tuy nhiên thì trong mùa dịch á, thì cũng cần phải chú ý, trẻ nhỏ thì cần bổ sung thêm là vitamin, khoáng chất để cái hệ miễn dịch của trẻ được vững vàng hơn, để chống chọi với bệnh tật khi có sự xâm nhập của các vi khuẩn có hại. Rồi người lớn tuổi cũng vậy, cũng cần phải là bổ sung thêm là các loại vitamin và khoáng chất. Ngoài cái năng lượng cần thiết cho một cái bữa ăn á, thì chúng ta cũng cần phải nhắc nhở trẻ là phải thường xuyên uống nước. Nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch truyền thông Niềm tin chiến thắng được Bộ Y tế phát động, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã đưa ra các khuyến cáo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng 451
để xây dựng lối sống lành mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại dịch bệnh như sau. Chế độ dinh dưỡng 4-5-1 là chế độ cân bằng dinh dưỡng, trong đó số 4 là chế độ ăn cân đối giữa 4 yếu tố. Cân đối về lipid giữa lipid động vật và lipid thực vật, cân đối về vitamin và khoáng chất, cân đối về 3 nhóm chất sinh năng lượng trong chế độ ăn gồm protein, lipid, carbohydrate, cân đối về protein giữa đạm động vật và đạm thực vật. Lưu ý, để đạt được sự cân đối giữa 3 nhóm chất sinh năng lượng thì lượng chất đạm, protein phải đạt từ 13-20%, chất béo lipid từ 20-25% và tinh bột, carbohydrate từ 55-65% trong bữa ăn hàng ngày. Số 5 là tính đa dạng của bữa ăn, cần phải có ít nhất 5-8 nhóm thực phẩm. 1. Nhóm lương thực, gạo, mì là thức ăn cơ bản và cũng là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. 2. Nhóm các loại hạt, đậu, đỗ, vừng, lạc là nguồn cung cấp chất đạm thực vật cho cơ thể. Nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp chất đạm động vật và canxi quan trọng cho cơ thể. 3. Nhóm thịt các loại, cá, hải sản, nhóm này cung cấp chất đạm động vật, đặc biệt là các axit amin cần thiết mà cơ thể người không tự tổng hợp được. Nhóm trứng và các sản phẩm của trứng là nguồn cung cấp chất đạm động vật và nhiều chất dinh dưỡng quý cho cơ thể. 4. Nhóm củ quả màu vàng, da cam, màu đỏ, cà rốt, bí ngô, gấc, cà chua hoặc rau tươi có màu xanh thẫm là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất chủ yếu cho cơ thể. Loại rau càng sẫm màu càng có giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. 5. Nhóm rau củ quả khác, su hào, củ cải cung cấp vitamin, chất khoáng và chất xơ. Và nhóm dầu ăn, mỡ các loại là nguồn cung cấp năng lượng và các axit béo cần thiết cho cơ thể. Số 1 chính là một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một ngày cần phải cân đối an toàn. Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng một ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm, kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghiệp. Thưa quý khán giả, ngoài áp dụng công thức trên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên chú ý việc lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả tươi sống và thực phẩm công nghiệp. Khi lựa chọn thực phẩm công nghiệp, cần chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có công bố chất lượng đầy đủ. Ngoài ra, các phương pháp chế biến thực phẩm tại nhà để đảm bảo giữ được di chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh, chống nhiễm khuẩn cũng cần được chú trọng. Khi mà chọn lựa thực phẩm xong thì chúng ta cần phải chọn cái phương pháp chế biến sao cho nó phù hợp với cái món ăn mà mình chọn, để sao cho đảm bảo các vi chất trong cái thực phẩm đó nó không bị thất thoát. Thì trong quá trình chế biến thì chúng ta là cũng lưu ý cái bàn hay là cái môi trường xung quanh á thì cũng phải cần phải sạch sẽ. Chúng ta phải sử dụng cái thớt riêng, cái dao riêng để là không có lây nhiễm chéo qua lại thì sẽ không có bị nhiễm khuẩn trong cái quá trình chế biến. Với cái người chế biến cần phải mang tập về, đeo găng tay, mang khẩu trang. Đó là những cái yếu tố cần thiết để mà hạn chế được cái lây lan mầm bệnh. Thưa quý khán giả, một trong những yếu tố góp phần đẩy lùi bệnh tật chính là có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Do đó, mỗi gia đình nên tham khảo và lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp với gia đình của mình để tăng cường sức đề kháng trong dịch bệnh. Bên cạnh đó, một chế độ ăn uống lành mạnh, đúng chế độ dinh dưỡng thì chúng ta luôn nhớ đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi chế biến thức ăn và sau khi đi vệ sinh. Hạn chế tiếp xúc nơi đông người khi không thật cần thiết, sinh hoạt điều độ và thường xuyên tập thể dục nhằm nâng cao thể lực, tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chuyên mục này được phát sóng vào lúc 16:50 các ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TTV11 và trên hạ tần số YouTube, fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.